Nhật Bãi Hương Bùi kính chào toàn thể các anh chị, các cô dì chú bác trên mọi miền Tổ quốc. Trưa nay em Hương có lên một chiếc bếp ga Greenline mặt đen, giá 3,1 triệu. Thì trước đấy em bán rồi ạ, mà rất nhiều là các bác đang còn quan tâm đến những cái dòng bếp ga như vậy. Thì trong buổi tối ngày hôm nay em xin giới thiệu tới tất cả anh chị một chiếc bếp ga mặt kim tuyến cả nhà nhá, kiềng inox full chức năng. Dạ, em này em bán với giá là 3,3 triệu đồng. Em này thì có cái điểm ưu việt hơn so với cái em bếp ga buổi trưa nay em phát, đó là kiềng inox ở nhà nhá. Còn em buổi trưa đó là kiềng bằng thép không dỉ. Em này có 3 đồng hồ hẹn giờ, còn em buổi trưa là có 2 thôi ạ. Và em này có 2 tầng nữa cả nhà nhá. Còn về các cái tính năng khác thì là cũng là gần như là tương tự nhau. Đấy ạ. Thì chênh nhau về một chút xíu là về cái kiềng và về cái đồng hồ hẹn giờ và cái tầng lửa của lò nướng các bác nhá. Đây ạ, một em bếp ga rất là đẹp. Thanh Hóa thì vẫn đang mưa cả nhà, mưa rả rích cả ngày, nhưng mà em vẫn cố gắng lên video để gửi tới các bác. Và cảm ơn tất cả các anh chị trong thời gian qua đã luôn ủng hộ, theo dõi và chia sẻ cùng với lại em Hương. Em Hương sẽ cố gắng tìm những chiếc bếp đẹp giá thành hợp lý để gửi đến các anh chị nhé. Đây em sẽ quay gần cho cả nhà theo dõi cho dễ ạ. Kiềng inox cả nhà, kiềng inox rất là đẹp luôn. Đây rất là chắc chắn cả nhà nhé, kiềng inox rất là chắc chắn. Đây cái cục chia lửa thì không có hề bị dỉ xét đâu cả nhà. Đây ạ. Cái mặt kim tuyến, ánh kim rất là đẹp, màu xám 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 ấy cả nhà, nó cũng không phải là màu trắng đâu, màu xám màu ghi á. Ở ngoài nó còn đẹp hơn là ở trong điện thoại của em. Đây, em sẽ test bếp cho cả nhà dễ theo dõi nhá. Đây là bếp trái cả nhà nhá. Em chưa có mở ra. Đây là bếp trái á. Đây là bếp trái này, đất lửa bếp phải này. Đây cả nhà, lửa rất là xanh cả nhà, lửa rất là xanh luôn. Em sẽ test các chức năng nhá. Nấu cơm nấu cháo đây cả nhà, nấu cơm nấu cháo nấu nước này. Đây là đồng hồ hẹn giờ, bếp trái bếp phải. Đây là tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán cả nhà nhá. Đây ạ. Còn bên bếp phải, bên bếp phải đây là chế độ 3S cả nhà. Các bác ấn và giữ giúp em 3 giây. Đây ạ, đèn đã sáng lên rồi, là đã bật cảm biến, đã tắt cái cảm biến cả nhà nhá. Đây ạ. Đây là cần điều chỉnh lửa to nhỏ cả nhà. Đây ạ. Đây ạ. Đây ạ. Rất là đẹp luôn. Em sẽ cho cả nhà đi tham quan cái lò nướng nhá. Bây giờ em sẽ test cái chế độ là gió thổi tắt bếp cho cả nhà theo dõi nhé. Đây ạ. Bếp vẫn còn bật cả nhà nhé. Trong lúc đợi chờ thì chúng ta sẽ đi tham quan cái lò nướng nào. Lò nướng rất là to, rất là rộng luôn cả nhà ơi. Rất là đẹp. Đây ạ. Khay nướng bằng inox cả nhà nhé. Cái em này thì là được lắp dính hai cái bộ phận này dính vào với nhau luôn. Khi mình nướng xong mà mình lấy ra vệ sinh lau chùi cũng rất là dễ cả nhà. Đây ạ. Em có một lưu ý là khi mà nướng ấy thì các bác cho em một ít nước vào đây nhé, để khi mình vệ sinh nó không có bị dính ở dưới đây ấy ạ. Đây đèn đã báo hiệu là khóa ga rồi cả nhà nhé, đã khóa ga rồi đây ạ. Em sẽ test lửa cho cả nhà theo dõi, không còn ga cả nhà. Đây ạ, rất là an toàn cả nhà nhé, rất là an toàn luôn. Đây, đèn đang còn nhấp nháy, đây có nghĩa là đang còn bật bếp. Đây, thì sau khi tắt bếp khoảng tầm 10 giây thì sẽ tự động khóa ga, nên là rất là yên tâm, mình sẽ không có lo cái sự việc là cháy nổ đâu cả nhà. Sử dụng cho những gia đình mà có người già này, trẻ nhỏ hay là phụ nữ sau sinh hay quên đấy, rất là tốt. Đây em sẽ test lửa lò nướng cho cả nhà theo dõi luôn nhé. Cả nhà ấn và giữ giúp em 2 giây, 2 đến 3 giây. Đây ạ, lửa lò nướng rất là đẹp cả nhà. 2 tầng thì các bác nướng đồ ăn nó sẽ nhanh hơn là 1 tầng. Đây là điều chỉnh nhá, thời gian nướng nhá. Đây ạ, cả nhà ấn vào đây, tối đa được 15 phút. Đây ạ. Sử dụng cũng rất là đơn giản thôi, không có gì cả đâu ạ. Tắt cảm biến này. Có cái đồng hồ ở đây là đồng hồ hẹn giờ cả nhà nhá. Bếp trái, bếp phải. Đây là nấu nước, nấu cơm, nấu cháo. Tùy chỉnh nhiệt độ khi chiên rán, thế thôi ạ, không có gì là khó cả. Đây một em bếp ga full chức năng, 3,3 triệu cả nhà. Rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo, tiền nào thì cũng đấy thôi ạ.
ơi, rất là đẹp nhà ơi. Và các bác lấy ra tháo vào cũng rất là dễ đây. Em làm một tay nhưng cũng rất là dễ cả nhà nhá, không có gì là khó khăn cả. Đấy, các bác thấy bếp đẹp thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký cả nhà nhá. Bếp rất là đẹp luôn cả nhà, một em full chức năng. Hẹn giờ 3 bếp, kiềng inox 2 tầng lửa. Đây ạ. Cửa hàng bên em đây cả nhà, rất là nhiều mặt hàng. Các bác chỉ cần nhắn tin cho em nhu cầu và nguồn tài chính của mình thôi. Em sẽ tìm cho các bác những chiếc bếp phù hợp nhất. Với chiếc bếp này thì em nhắc lại là 3 triệu 300 nghìn đồng. Em đã bao ship toàn quốc các bác nhé. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán cho em ạ. Nếu mà hàng không đúng như trên video này, đây các bác xem cái số model của bếp nhé. Đây ạ. Các bác xem cái số model của bếp, sau đó kiểm tra với cái hàng mình nhận xem nó có đúng hay không. Nếu không đúng thì trả lại cho em cả nhà nhé. Đây ạ. Dưới đây là khóa trẻ em, sau khi nấu xong mình sẽ khóa lại. Đây ạ, khóa lại cả nhà nhé. Đây, khóa lại. Sẽ trước khi gửi hàng thì em sẽ làm lưới chống chuột cả nhà. Sẽ làm lưới chống chuột, test ga, test bếp. Và sẽ tặng các bác một đôi pin cả nhà nhé. Đây ạ. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Bác nào thích chiếc bếp này thì liên hệ em theo số điện thoại phía dưới cả nhà nhé.